của tất cả các nghệ sĩ của chúng ta. Chúng ta hãy hô vang Trần Lập nào. Đây, một lát nữa thì chúng ta sẽ được gặp anh ấy. Còn bây giờ, hãy dành sức đấu cho một ban nhạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là Michael. Thank you.
Hà Nội á, thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều tình cảm với nhau. Anh vào thành phố Hồ Chí Minh chơi, vợ chúng tôi ra Hà Nội chơi. Anh em, những anh em chúng tôi rất là liên kết với nhau. Thì Khanh muốn tất cả các bạn cũng như những band chơi cho chương trình ngày hôm nay, hãy tiếp thêm lửa cho anh, tiếp thêm lửa cho chương trình. Và Khanh muốn xin anh hát lại một ca khúc cùng với những bạn ca sĩ trong những bài rap đã diễn trong chương trình hôm nay. Và ca khúc này cũng mong các bạn hát chung với Magui cùng với anh em chúng tôi. Ca khúc đường mang tên Đường Đến Chill.